Xin chào quý vị. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin trưa nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thực hiện công tác quy hoạch tổng thể chi tiết để thủ đô Hà Nội xứng tầm là thủ đô văn minh hiện đại. Đến thời điểm này, nhiều em học sinh ở các bản làng huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn chưa thể tiếp tục đến trường do ảnh hưởng của mưa lũ và nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của địa phương là khắc phục thiệt hại để các em sớm trở lại trường. Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện sức khỏe sinh sản của người dân trong vòng 20 năm qua, tuy nhiên vẫn cần cải thiện tình trạng này tại nhiều vùng miền, đặc biệt là đối với các dân tộc thiểu số. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đã dự chương trình Ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10 lần đầu tiên được tổ chức. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan, đang diễn ra rất mạnh mẽ, sâu rộng và hàng ngày, được Đảng, Nhà nước ta rất coi trọng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu coi chuyển đổi số là phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Gửi thông điệp của Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, triển khai hiệu quả chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phát triển đồng bộ về thể chế, hạ tầng số, nền tảng số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số, nâng cao tỷ lệ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến, đào tạo kỹ năng số gắn với thị trường, tăng cường truyền thông. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh lên môi trường số, thiết lập các kênh cung cấp dịch vụ số hiệu quả, nhất là thương mại điện tử, thanh toán trực tuyến. Thủ tướng tin tưởng công cuộc chuyển đổi số quốc gia sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân được ấm no, hạnh phúc. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã dự hội nghị chuyển đổi số ngành công an lần thứ nhất và công bố ngày chuyển đổi số quốc gia của ngành. Sự kiện hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia thể hiện quyết tâm chính trị của lực lượng công an trong công cuộc chuyển đổi số của đất nước. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 16 cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng trước khi trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ tư. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự trước khi trình Quốc hội quyết định kiện toàn các chức danh, Tổng Kiểm toán Nhà nước, một số bộ trưởng, trưởng ngành, cho ý kiến phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với một số nhân sự cụ thể. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến vào các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước. Trong đó có phương án điều chỉnh tiền lương cơ sở, lương khu vực doanh nghiệp nhà nước, lương của công chức, viên chức, người có công với cách mạng, người nghỉ hưu. Cũng trong sáng nay, Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến vào các báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Dân nguyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tư của Quốc hội, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ ba của Quốc hội, báo cáo kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2022. Thưa quý vị, hôm nay ngày 10 tháng 10, ngày giải phóng thủ đô và cách đây đúng 68 năm, ngày 10 tháng 10 năm 1954, Hà Nội trở lại với vị thế là thủ đô của một quốc gia độc lập. Hà Nội là trái tim của cả nước và thủ đô Hà Nội được giải phóng. Và sự kiện này cũng chấm dứt thời kỳ kháng chiến chống Pháp kéo dài gần một thế kỷ và đỉnh cao là cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp 9 năm kết thúc bằng thắng lợi ở Điện Biên Phủ tháng 5 năm 1954 và thắng lợi từ mặt trận ngoại giao với Hiệp định Geneva. Và suốt chặng đường gần 7 thập kỷ sau ngày giải phóng, thủ đô Hà Nội giờ đây đã có một diện mạo mới qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch. Tuy nhiên, thủ đô muốn phát triển toàn diện ở cả khu vực nông thôn thì còn đòi hỏi công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch phải đi trước một bước, và có như vậy mới xứng tầm là thủ đô văn minh hiện đại. Tháng 10 năm 1954, khi thủ đô giải phóng, Hà Nội chỉ giới hạn trong 152 km². Hạ tầng đô thị do người Pháp để lại, đáp ứng cho quy mô dân số ở khu vực nội đô lịch sử, lúc đó chưa tới 40.000 người. Lúc đó cái mô hình giao thông là mô hình các cái tuyến đường, ô bàn cờ trong nội đô.
và có những cái tuyến đường mà hiện nay chúng ta gọi vành đai 1 và cũng một vài tuyến đường liên kết với cả bên ngoài. Chúng ta thấy là khi có cái sân bay Gia Lâm, sân bay Nội Bài, chúng ta có cái tuyến giao thông thích hợp ngay. Hiện nay thì 5 trên 7 tuyến đường vành đai cũng đã hình thành, mặc dù là chưa khép kín. Đối với lại các cái cầu qua sông Hồng thì hiện nay là 9 trên 18 cầu cũng đã được đầu tư xây dựng. Từ một đô thị nhỏ nằm phía nam sông Hồng, qua gần 7 thập kỷ, không gian đô thị mở rộng ra ngoài phạm vi của nội đô lịch sử, vượt sông phát triển sang phía bắc sông Hồng. Đặc biệt với lần mở rộng địa giới hành chính vào năm 2008, Hà Nội trở thành đô thị lớn nhất cả nước với hơn 3.300 km2. Điều này đã tạo cho Hà Nội một không gian đủ lớn để phát triển mạnh mẽ. Nhưng cũng từ đây là những thách thức đặt ra cho quá trình phát triển. Ùn tắc, cứ mưa là ngập, và đặc biệt là mật độ dân số chất tải lên các chung cư đang tạo sức ép cho khu vực nội đô. Trước năm 2005, Hà Nội chỉ có khoảng 60 các cái nhà cao tầng, tức từ 9 tầng trở lên. Thế nhưng mà đến nay có khoảng hơn 400. Thế thì chung cư cao tầng để ở đâu? Trong quy hoạch đã xác định định hướng ở những khu vực phát triển lớn, ở những khu mở rộng. Và đặc biệt khi có các công trình cao tầng thì phải đảm bảo cái yêu cầu giao thông. Nhưng mà hiện nay phần lớn các doanh nghiệp phát triển các công trình cao tầng này chỉ phát triển trong giới hạn đất họ được giao dự án thôi. Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị sẽ tạo bước đột phá cho Hà Nội. Trong đó nâng cao chất lượng quy hoạch được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Quy hoạch phải đi trước một bước để định hình hướng phát triển của Hà Nội, tạo cho Hà Nội một diện mạo xứng tầm với đô thị hiện đại, có vị thế ở khu vực và thế giới. Vâng, tháng 10 cũng đánh dấu sự khởi đầu của mùa thu, mà mùa thu Hà Nội lại luôn để lại cho mỗi người những cảm xúc thật đặc biệt. Tình yêu dành cho Hà Nội đến từ những điều rất nhỏ bé, giản dị. Có những người dành cả cuộc đời để thương nhớ những con đường, góc phố ở thủ đô. Và có người lại yêu những gánh hàng hoa. Có người lại yêu cả những hàng cây mỗi mùa thay lá. Và phóng viên của chúng tôi đã ghi lại những tình yêu giản dị ấy trong phóng sự ngay sau đây. Không sinh ra ở Hà Nội, nhưng đã gần 30 năm sống ở thành phố này. Hồ Gươm là nơi anh Giang có nhiều kỷ niệm gắn bó. Anh đã chụp hàng nghìn bức ảnh ở đây, thuộc đến từng mùa cây thay lá. Ở đây có cái hàng cây xà cừ rất là to. Nó rợp bóng mát vào mùa hè, và đến khi vào mùa đông thì khi mà nó rụng lá thì nó tạo ra một cảm giác rất là đẹp. Cái hàng cây ở đây ấy, thì nó tôi quan sát và tôi cảm nhận được nó theo từng mùa một. Và đối với mỗi mùa thì xung quanh bờ hồ nó đều có những cái vẻ đẹp khác nhau. Đi qua đây thì đều có những cái cảm giác rất là xao xuyến, rất là bồi hồi. Với nhiều người, Phan Đình Phùng là con phố đẹp nhất. Nhìn vào gánh hàng hoa nơi góc phố là biết mùa nào đã đi qua. Một tia nắng lúc ban mai cũng đủ để lại thương nhớ cả đời cho những người con Hà Nội. Cái buổi sáng sớm ý, khi mà mặt trời lên, nắng dọi xuống qua những hàng cây, nó tạo ra những hình ảnh cực kỳ lung linh và đẹp đẽ của Hà Nội. Không phải là thời tuổi trẻ nữa mà khi đây lớn tuổi trở về cái gọi là tuổi gọi là cao niên đấy, chúng tôi vẫn yêu nhớ Phan Đình Phùng như là một cái dãy phố của tuổi thơ của chính mình. Có những cái ngôi chùa để cho mình cảm thấy rất là thanh bình, nhẹ nhàng. Hà Nội là nơi thương, nhớ và bình yên. Hà Nội mùa thu, Hà Nội gió. Hà Nội trong trái tim của mỗi người. Theo một cách riêng như thế, tình yêu và nụ cười đến từ những điều thật giản dị. Nhòa phố mong manh, nhòe phố mưa. Chợt nắng long lanh, chợt nắng thương. Sau đây là những thông tin nổi bật về Việt Nam trên các báo. Việt Nam xuất xưởng 158 triệu điện thoại di động ra nước ngoài trong 9 tháng là thông tin được đăng tải trên tờ Tech Tribune của Pháp. Cụ thể, bài viết thông tin chỉ trong tháng 9, Việt Nam đã sản xuất được 19 triệu chiếc điện thoại di động, nhiều hơn 100.000 chiếc so với tháng trước. Mặc dù sản lượng điện thoại sụt giảm 5,8% so với cùng kỳ năm trước,
nhưng sản xuất linh kiện điện thoại lại ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 17,3%. Bài báo dẫn dữ liệu do Counterpoint Research tổng hợp cho thấy tổng số điện thoại thông minh bán ra trên toàn cầu trong năm ngoái đạt 1,39 tỷ chiếc, trong đó gần 17% được sản xuất tại Việt Nam. Với bối cảnh tăng trưởng kinh tế cao, kiểm soát lạm phát tốt, tỷ giá ít biến động, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Thông tin được tờ Vietnam Plus phiên bản tiếng Trung đăng tải. Bài viết dẫn ý kiến của chuyên gia Vina Capital cho rằng điểm khác biệt của Việt Nam đến từ câu chuyện tăng trưởng kinh tế cao và lạm phát đang được kiểm soát tốt. Thị trường nội địa phục hồi mạnh mẽ đã kích thích sự phát triển của các chuỗi bán lẻ trong nước. Đồng thời, đầu tư công vào cơ sở hạ tầng sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian tới. Đây là xương sống để Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, từ đó kích thích dòng vốn gián tiếp vào Việt Nam. Aeon Mall của Nhật Bản đẩy mạnh mở rộng tại Việt Nam là thông tin được đăng tải trên tờ Nikkei Asia. Cụ thể, Aeon có kế hoạch tăng gấp 3 lần trung tâm thương mại tại Việt Nam vào năm 2025 nhằm tìm kiếm lợi thế trong lĩnh vực thực phẩm. Aeon hiện có khoảng 200 cửa hàng tại Việt Nam, bao gồm 6 trung tâm mua sắm và các siêu thị. Các cửa hàng tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số trung tâm mua sắm sẽ mở ở trung tâm thành phố Huế vào năm 2024. Bài viết nhận định việc chuyển hướng sang Đông Nam Á là một trong những trọng tâm của kế hoạch kinh doanh của trung hạn của công ty. Phú Quốc đứng thứ 6 trong 10 hòn đảo đẹp nhất châu Á là tiêu đề bài viết trên trang Vietjob. Cụ thể, tạp chí nổi tiếng Condé Nast Traveler của Mỹ vừa công bố danh sách giải thưởng Reader's Choice Awards lần thứ 35. Thiên đường du lịch Phú Quốc, Kiên Giang được xếp ở vị trí thứ 6 trong danh sách 10 hòn đảo được yêu thích nhất châu Á năm 2022. Phú Quốc là đại diện duy nhất tại Việt Nam được vinh danh. Và tác giả bài viết thông tin đảo Ngọc Phú Quốc không chỉ nổi tiếng bởi những bãi biển cát trắng, là nước trong xanh cùng vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng mà còn thu hút du khách bởi ẩm thực phong phú. Trong phần tiếp theo của bản tin, đến thời điểm này, nhiều học sinh tại các bản làng huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn chưa thể tiếp tục đến trường do mưa lũ làm hư hỏng nhiều ngôi trường. Và nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của địa phương là khắc phục thiệt hại, sớm để các em đi học trở lại. Việt Nam đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện sức khỏe sinh sản của người dân trong vòng 20 năm qua. Tuy nhiên, vẫn cần cải thiện tình trạng này tại nhiều vùng miền, đặc biệt là với các dân tộc thiểu số. Thưa quý vị, kênh truyền hình VTV Cần Thơ đã bắt đầu phát sóng thử nghiệm từ 5 giờ 30 phút sáng nay. Đây là kênh truyền hình quốc gia có nội dung thông tin tổng hợp phục vụ đồng bào khu vực Tây Nam Bộ và khán giả quan tâm đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng bằng sông Cửu Long với 13 tỉnh thành là vùng đất đai màu mỡ chủ phú, nơi có những cánh đồng bất tận, những con người mộc mạc, nơi cất giấu những nét văn hóa đa dạng và những tiềm lực phát triển kinh tế lớn. Đồng hành cùng sự phát triển của miền Tây Nam Bộ đó là cũng là sứ mệnh của VTV Cần Thơ. Ngày 2 tháng 5 năm 1975, Đài truyền hình Cần Thơ, tiền thân của kênh VTV Cần Thơ, đã phát sóng chương trình đầu tiên của chính quyền cách mạng. Giữa muôn vàn khó khăn, các thế hệ cán bộ của đài đã nỗ lực đưa sóng truyền hình đến những vùng quê xa xôi của miền Tây. Hơn 40 năm qua đi, ngày 8 tháng 9 năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Nghị định số 60, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam, trong đó có kênh truyền hình quốc gia khu vực Tây Nam Bộ, VTV Cần Thơ. Đây là một dấu ấn đặc biệt như một sự trở lại của một thương hiệu, một người bạn của người dân. Được phát sóng trở lại với tư cách là một cái kênh độc lập, thì tôi cho rằng đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Không những Hậu Giang mà là các tỉnh khác cũng đang mong muốn có được cái kênh truyền hình riêng cho đồng bằng sông Cửu Long. Kênh VTV Cần Thơ được đài xác định dựa trên nền tảng là hệ thống tin tức và chuyên mục chính luận theo tiêu chuẩn của truyền hình quốc gia, hướng tới phục vụ khán giả miền Tây Nam Bộ. Vì vậy sẽ mang đậm bản sắc sông nước miền Tây từ nội dung đến hình thức thể hiện. Để xây dựng một kênh quốc gia thì Đài truyền hình Việt Nam đã quy động các cái lực lượng rất là chuyên nghiệp về nội dung, về tham mưu, về kỹ thuật để xây dựng tổng thể kênh và các cái khung chương trình, các cái chương trình bản tin cũng như là chuyên mục phù hợp với thị hiếu của người dân ở đây. Kính chào quý khán giả của VTV Cần Thơ.
Kênh VTV Cần Thơ có nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phản ánh tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của khu vực miền Tây Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí của người dân, giáo dục tư tưởng giới trẻ và định hướng dư luận xã hội trong nhân dân đồng bằng sông Cửu Long. Qua những thông tin mà VTV Cần Thơ đã tuyên truyền quảng bá cho Bạc Liêu đấy, thì doanh nghiệp đến Bạc Liêu nhiều hơn, đặc biệt là doanh nghiệp năng lượng tái tạo. Con mong VTV Cần Thơ có chương trình hay đang coi cho cô bác bà con ta coi chương trình Chợ Nổi Cái Răng nha. Với tất cả những sứ mệnh đó, VTV Cần Thơ đang sẵn sàng cho những hành trình phía trước, là người bạn, là kênh truyền hình uy tín, tin cậy dành cho người dân đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, đến thời điểm này, nhiều em học sinh ở các bản làng huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn chưa thể tiếp tục đến trường do mưa lũ làm hư hỏng nhiều ngôi trường. Còn đồ dùng học tập thì bị đất đá vùi lấp. Và sớm vượt qua những khó khăn này là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Sau lũ, cùng với ngôi nhà bị cuốn trôi, sách vở, đồ dùng học tập của em Mong Thị Phương Thảo bị vùi lấp trong bùn đất. Những cuốn sách này không thể sử dụng được nữa. Gia đình em cũng không còn nhà để ở. Việc đi học trở lại của em đang gặp rất nhiều khó khăn. Con mong muốn là sớm quay lại với trường để học tiếp. Điểm trường mầm non xã Tà Cạ, điểm bản Bình Sơn 1. Mưa lũ đã làm ngập bùn, đồ dùng, đồ chơi của các cháu bị hư hỏng hết. Bàn ghế cũng bị hỏng. Mưa lũ cũng đã làm đổ tường rào xung quanh trường, nên việc học trở lại của học sinh chưa thể thực hiện được. Được sự giúp đỡ của các chủ bộ đội biên phòng thì là dọn dẹp vệ sinh để cố và trò sớm trở lại đi học như những ngày bình thường. Cùng với việc giúp bà con khắc phục hậu quả, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã và đang triển khai dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để các em học sinh được đến lớp trong thời gian sớm nhất. Rất may là có Bộ đội Biên phòng, rồi là Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, rồi là quân khu 4 hỗ trợ cho các nhà trường. Thì tại thời điểm này mới nói thì cái khối lượng công việc còn rất nhiều. Việc dạy và học của các thầy cô và học sinh nơi bị ảnh hưởng của mưa lũ đã bị gián đoạn nhiều ngày nay. Sự đua với thời gian sớm khắc phục hậu quả mưa lũ để các em học sinh được trở lại học tập là ưu tiên hàng đầu của các lực lượng ở nơi tâm lũ Kỳ Sơn. Xin được chuyển sang những thông tin y tế. Nhiều tỉnh ở Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lắk có số ca mắc sốt xuất huyết tăng vọt so với cùng kỳ năm ngoái. Đến nay, sốt xuất huyết đã lan rộng ra nhiều địa phương, kéo theo đó là nhiều ca bệnh có chuyển biến nặng. Đến nay, ngày 27 tháng 9, tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận gần 3.000 ca, tăng hơn 2.500 ca so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 1 ca tử vong. Nhiều huyện, thành phố có số ca tăng đột biến như huyện Đa The, Đức Trọng, Di Linh, thành phố Bảo Lộc. Còn tại tỉnh Đắk Lắk, đến cuối tháng 9 đã ghi nhận trên 6.000 ca mắc sốt xuất huyết. Dịch bệnh xuất hiện tại tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Bệnh viện Đa Khoa vùng Tây Nguyên vừa ghi nhận thêm một bệnh nhân sốt xuất huyết tử vong, nâng tổng số bệnh nhân tử vong trong năm nay ở Đắk Lắk lên 9 người. Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện sức khỏe sinh sản của người dân trong vòng 20 năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại sự chênh lệch chăm sóc sức khỏe sinh sản giữa các dân tộc và vùng miền. Tỷ lệ tử vong mẹ ở cấp quốc gia đã giảm xuống còn 46 ca tử vong trên 100.000 trẻ đẻ sống, đạt được mục tiêu thiên niên kỷ từ năm 2015. Tuy nhiên, tại một số vùng khó khăn, vẫn cần tiếp tục phấn đấu và có giải pháp cải thiện để đạt được tỷ lệ này. Đây là lần đầu tiên những cô gái này đi khám thai. Nhà cách trạm y tế 15 km, đường đi lại khó khăn, xe máy lại không có. Gần cuối thai kỳ, tiện có người đi cùng, các cô mới tới khám. Đặc biệt, Hầu Thị Hoa đã có bầu gần 9 tháng, nhưng đây mới là lần khám thai đầu tiên. 9 tháng thôi mà bây giờ em mới đi khám. Bảo là không cần đi, nên bây giờ mới đi. Chủ quan, thiếu chăm sóc sức khỏe thai sản là một trong những lý do khiến tình trạng tử vong mẹ của đồng bào dân tộc thiểu số cao hơn mức trung bình của cả nước. Hiện Bộ Y tế và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đang phối hợp thực hiện dự án Không để ai bị bỏ lại phía sau, các can thiệp đổi mới sáng tạo nhằm giảm tình trạng tử vong mẹ tại các vùng dân tộc thiểu số tại Việt Nam. Với tổng số tiền tài trợ hơn 2 triệu đô la Mỹ, dự án kéo dài trong 3 năm nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao năng lực cấp quản lý cấp cứu sản khoa,
xây dựng mạng lưới cô đỡ thôn bản, can thiệp chăm sóc sức khỏe từ xa. Ba mục tiêu quan trọng mà chúng tôi hướng tới đến năm 2030 là 3 số 0. Không có ca tử vong mẹ nào thuộc trường hợp có thể phòng ngừa được. Không có nhu cầu nào về kế hoạch hóa gia đình mà không được đáp ứng và chấm dứt toàn bộ tình trạng bạo lực giới. Để thực hiện điều đó thì chúng tôi đang triển khai nhiều chương trình. Một trong số đó là dự án này. Trước đây những cái nguyên nhân tử vong mẹ phổ biến, ví dụ như là nhiễm trùng máng huyết thì hầu như bây giờ chúng ta đã giải quyết được. Bây giờ còn lại là những cái trường hợp khó. Và với những trường hợp khó thế thì chúng ta phải tiếp tục nâng cao cái năng lực của đội ngũ y tế tất cả các tuyến để có thể giải quyết được những cái trường hợp tai biến tử vong mẹ phức tạp. Những phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai ở 60 xã dân tộc thiểu số thuộc vùng sâu vùng xa của 6 tỉnh, bao gồm Bắc Cạn, Lai Châu, Sơn La, Đắk Nông, Kon Tum và Gia Lai, sẽ được hưởng lợi từ các can thiệp đổi mới sáng tạo nhằm giảm, ngăn chặn tình trạng tử vong mẹ khi có thể phòng ngừa được. Thưa quý vị, người Rục thuộc dân tộc Chứt ở tỉnh Quảng Bình vừa có nữ sinh đầu tiên đỗ đại học, em Cao Thị Hằng. Và đối với một dân tộc chỉ có chưa đến 400 người, cuộc sống còn nhiều khó khăn, thì đây là một niềm tự hào rất lớn. Và có được niềm vui này là nhờ những mô hình như nâng bước em đến trường của Bộ đội Biên phòng của tỉnh Quảng Bình. Và em Cao Thị Hằng đã vượt khó đỗ đại học như thế nào? Hãy cùng theo dõi phóng sự sau. Trong căn nhà nhỏ của em Cao Thị Lệ Hằng, những ngày này luôn đông vui. Hằng thuộc tộc người Rục, xã Thường Hóa, huyện Minh Hóa, đầu tiên đổ vào Đại học Sư phạm Huế, chuyên ngành giáo dục mầm non với số điểm 25,5. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Sư phạm Huế, cháu rất là vui mừng. Gia đình Hằng thuộc diện hộ nghèo của xã Thường Hóa. Bố em mất từ lúc em mới 1 tuổi. Đồn biên phòng Cà Seng, Bộ đội biên phòng Quảng Bình đã trực tiếp đỡ đầu cho em mỗi tháng 500.000 đồng suốt 7 năm trong chương trình nâng bước em đến trường. Cháu Hằng làm cái tấm gương để cho các em sau này phấn đấu cùng bước vào cái trường đại học khác để sau này là thay đổi cái tư duy, cái bản sắc dân tộc, vì là cho thay đổi cho bản làng ngày càng phát triển. Đảng ủy, ban huy đơn vị sẽ kêu gọi các cái nhà hảo tâm, các cái nhà tài trợ để hỗ trợ cho cháu, cố gắng với mục đích cuối cùng là để cho cháu hoàn thành 4 năm học. Hơn 60 năm tộc người Rục được hòa nhập với cộng đồng. Cao Thị Lệ Hằng là người Rục đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học. Thông qua Hằng sẽ thắp lên niềm hy vọng tươi sáng cho các thế hệ người Rục, góp phần ươm mầm xanh nơi biên cương tổ quốc. Và trong phần cuối của bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự trưa nay của chúng tôi. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web vtvgo.vn hoặc tải ứng dụng VTV Go trên Apple Store, Google Play. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.